Rồi, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một con virus để cho bạn bè. Thì nó sẽ tạo ra những hình ảnh nhỏ nhỏ bay lung tung trên cái màn hình, đồng thời phát ra âm thanh đi kèm. Thì con virus này mình sẽ viết bằng ngôn ngữ C# và nó cũng chẳng có gây nguy hại gì cho máy tính cả. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái project WinForm ha. Mình sẽ đặt nó tên là John Lear. Rồi, thì đầu tiên chúng ta cần set cái property cho cái form này. Thì ở cái test thì mình khỏi cần luôn ha. Ở cái show icon thì mình chuyển font nè. Show interface bar cũng là font nè. Rồi ở cái form border style mình chuyển về thành non ha. Tiếp theo là mình cần một cái picture box. Rồi mình cần một cái picture box ha. Thì mình sẽ set được mục tiêu cho nó, tên của nó sẽ là picture box thôi. Ở cái đốc mình sẽ chuyển nó về thành fill. Rồi ok. Tiếp theo là mình cần một cái timer. Thì cái timer này mình đặt lại cái tên cho nó là timer thôi. Cái interval này thì mình để là 100ms là hợp lý ha. Thì nếu mà 100ms, tức là cái interval này mình càng lớn thì mình càng trên màn hình nó sẽ chạy chậm lại, còn nếu nhỏ thì chạy nhanh, và 100ms thì rất là hợp. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành code ha. Đầu tiên là mình cần tạo những cái biến cần thiết. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái biến tên là number. Thì cái biến này sẽ chính là số những tấm ảnh nó sẽ bay trên màn hình. Thì đây mình sẽ để 50. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái mảng font. Sẽ tạo một cái mảng font là location. Thì cái mảng font này sẽ chứa danh sách những cái tọa độ mà tại đó thì cái tấm ảnh, mấy tấm ảnh nhỏ nó sẽ xuất hiện. Tiếp theo mình cũng sẽ tạo một cái mảng font ha, tên là velocity. Thì cái mảng này sẽ chứa danh sách những cái tọa độ mà sau một cái khoảng thời gian thì từ cái location này nó sẽ nhích lên thêm cái tọa độ đó, thì nó như là một cái vận tốc vậy đó. Tiếp theo mình sẽ tạo một cái biến bitmap ha, tên là picture. Thì cái biến này sẽ chính là cái tấm ảnh mà mình muốn nó hiện trên cái màn hình. Tiếp theo nữa, cuối cùng chứ đặc biệt bitmap mình sẽ đặt là blend bitmap. Rồi thì chúng ta có như đây cái biến ha. Rồi ở đây mình sẽ tạo thêm một cái hàm watch, mình đặt nó là setup đi. Thì mình sẽ chỉnh thêm một cái vài thuộc tính cho cái form. Thì đầu tiên đó là cái location của cái form, nó sẽ là new von ở cái tọa độ là 00 ha. Tiếp theo là mình set cái size cho cái form. Thì mình muốn là cái kích thước của cái form nó bự bằng kích thước của cái màn hình luôn. Thì mình sẽ set cái size của nó bằng sử dụng class screen chấm primary screen chấm bao chấm size. Rồi tiếp theo thì mình sẽ set cái top mode cho cái form này true ha. Thì mình muốn là khi mà nạn nhân mở cái virus lên thì họ có mở mấy cái cửa sổ khác thì cái form này vẫn nằm đè lên. Rồi ok, thì tạm thời chúng ta có như đây. Tiếp theo thì mình sẽ tạo một cái lab. Rồi mình sẽ đặt là helper. Rồi thì ở đây mình sẽ tạo class và là static ha. Class ở đây sẽ tên là top. Thì trong đây nó sẽ có những cái hàm để lấy cái kích thước chiều rộng và chiều cao của cái màn hình. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái hàm lấy cái chiều rộng ha. Rồi thì mình sẽ return về cái mình sử dụng class screen ha. Rồi chấm primary screen chấm vào chấm cái chiều rộng của nó. Rồi tương tự như vậy mình cũng sẽ viết cái hàm, mình sẽ viết cái hàm để lấy cái chiều cao ha. Return về win.2. Rồi xong, tiếp theo mình sẽ tạo một cái lát chứa những cái hàm để xử lý hình ảnh. Thì mình sẽ đặt lát này tên là iMakeProgress. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái hàm dùng để cấp cái hàm tên là copy ha, để truyền qua một cái bitmap. Cái bitmap show cái tọa độ is và cái tọa độ y. Thì cái hàm này nó sẽ copy từ cái show qua cái target theo cái tọa độ is y ha. Sẽ sử dụng class graphic c bằng graphic chấm room room imay, mình chuyển vào cái target. Rồi ở đây thì mình sẽ có g chấm view hoặc là g chấm
rau bài mây. Rồi mình điền vô cái chuột nha, nè cái tọa độ y, cái tọa độ y xong. Vậy là chúng ta xong rồi copy. Tiếp theo mình sẽ tạo một cái hàm để tạo ra cái line bitmap, tức là cái ảnh bitmap trống ha. Thì cái hàm này sẽ có kiểu dữ liệu là bitmap, đặt là plain map. Mình sẽ chèn vô cho nó cái chiều rộng và cái chiều cao. Rồi chỗ này mình sẽ tạo một cái biến bitmap, đặt là bmb đi. Nếu chiều vô cái chiều rộng nè, chiều cao nè, rồi mình return cái bmb ra. Rồi ở đây mình cũng sẽ sử dụng tiếp class profit ha, c bằng profit chấm from ai với cái target. Rồi chỗ này mình sẽ sử dụng class rectangle, đặt là ai may sai bằng nêu tango. Mình chuyển vô cái tọa độ 0 0, kích thước là y 2. Rồi mình sẽ có c chấm view tango. Rồi mình sẽ chuyển vô cái màu của nó chính là cái brush, brush chấm y. Cái tọa độ cái mây, cái mây sai vô. Rồi như vậy là cái hàm này sẽ tạo cho chúng ta một cái ảnh là bitmap. Này nó này rơm đây là b mới đúng, lộn mình lộn hàm trên đây. Rồi ha, tiếp theo thì mình muốn là, thật ra thì cái con virus này mấy cái hình đó nó chạy trên cái form, thì mình muốn người ta lướt xuyên qua được cái form đó thì mình sẽ sử dụng đến các cái hàm trong WinAPI ha. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái class tên là win Win API. Thì để cho nhanh, ở đây mình có chuẩn bị sẵn mấy những cái hàm API ha. Thì mình để vô đây. Rồi ok. Rồi thì chúng ta sẽ cần sử dụng cái hàm enable transparency nè. Rồi mình quay lại cái form 1.cs nè. Rồi tại đây thì chúng ta có cái biến lên bitmap đúng không? Đó, mình sẽ sử dụng cái last IMAI project.lên bitmap. Mình sẽ chèn vô cái kích thước chiều rộng và chiều cao, thì chúng ta có cái last desktop chấm hitway. Đây chúng ta có desktop chấm hitway. Rồi ha, thì ở đây tại cái hàm setup nè, mình sẽ bổ sung thêm cái nãy mình có cái picture box đúng không, sẽ bằng cái lên map. Rồi mình refresh nó lên. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái hàm tên là run ha. Run thì trong hàm này mình sẽ làm gì? Đầu tiên là mình có cái tuyển chọn ở low transparency nè, true. Tiếp theo chúng ta có transparency key bằng color chấm quay. Rồi chúng ta có cái dropbox chấm cái rồi bed color của nó sẽ bằng color chấm transparent. Rồi chúng ta có cái bit chơi chấm bed transparent, chịu vô cái color chấm transparent. Rồi ha, thì ở đây mình sẽ gọi cho lab win api chấm hàm enable transparency. Chúng ta chuyển cái handle vô. Rồi rồi ha, rồi bây giờ mình sẽ tạo tiếp cái hàm nữa. Hàm này mình sẽ đặt là spawn. Cái hàm này sẽ ta, hàm này nó sẽ sinh ra cái tọa độ. Rồi thì đây mình cái tọa độ của nó sẽ nó lưu trong cái mảng location đúng không? Thì đây mình sẽ tạo cái location. Thì cái số lượng phần tử của nó chính là cái number của mình nè. Đó. Rồi đây mình sẽ tạo cái map for. Rồi mình sẽ dựng lên cái number. Thì ở đó thì một cái location
y của mình sẽ tạo, mình sẽ tạo ngẫu nhiên đó ha. À, tạo ngẫu nhiên thì mình tạo thêm một cái render nè. Stop chấm gateway và r chấm s ở đây thiếu cái mặt này chấm nét đây để stop chấm gateway rồi nha. Rồi đó là chiếc cái hàm này là cái hàm sẽ sinh ra ngẫu nhiên các cái tọa độ mà tại đó cái tấm hình như tấm ảnh nó sẽ xuất hiện. Theo rồi cái gì vậy? Như là mình bị dư một cái, đúng rồi, mình bị dư một cái giống mặt. Rồi tiếp theo mình tạo một cái hàm sẽ là set cái velocity. Hàm này sẽ sinh ra cái velocity ha, tức là cái tọa độ vận tốc. Thì mình cũng khởi tạo cái mảng velocity lên, kích thước của nó cũng chính là cái number. Rồi mình cũng random nó luôn ha, random. Rồi mình sẽ có một cái dòng lập chạy đến cái number. Rồi tại đây thì mình sẽ có cái tọa độ x bằng r.net cỡ từ 5 tới 10 thôi ha, nó sẽ ngẫu nhiên từ 5 tới 10 thôi. Cái y cũng tương tự vậy luôn, cũng từ 5 tới 10. Tuy nhiên thì hai cái tọa độ này thì nó sẽ tạo ra toàn cái tọa độ dương mình muốn là thì nếu mà để tọa độ dương không vậy thì nó di chuyển con chiều và xấu lắm, thì mình muốn nó bay ngẫu nhiên, bay đủ thứ chiều. Thì mình sẽ làm cho một trong hai cái x y nè sẽ có một trong hai thằng lúc nào cũng là âm. Thì để làm như vậy thì mình sẽ làm như sau, mình sẽ x rồi chấm net 2 ha bằng 0, thì mình sẽ chuyển thằng x về thằng số âm, cũng tương tự mình cũng làm tương tự như vậy với thằng y ha. Rồi chúng ta chuyển nó về thằng y rồi ha. Sau đó thì mình sẽ gắn cái giá trị đó vô cái mảng velocity y rồi bằng new con x y rồi ha. Thì hai cái hàm này mình sẽ để thêm vô đây tiếp theo này. Rồi mình sẽ tạo tiếp hai cái hàm khác, một cái hàm khác nữa mình sẽ đặt nó là hàm move, tức là hàm này sẽ làm cho thay đổi cái tọa độ để di chuyển cái tấm ảnh nhỏ ha. Mình cũng cần cái random đúng không, random. Rồi mình cũng sẽ dùng cái dòng lập mình chạy đến cái number. Thì tại đây mình sẽ lấy cái location chấm x, mình sẽ tăng thêm một cái velocity cũng chấm x luôn ha. Rồi mình cũng tương tự như vậy với cái thằng y dài, cũng cộng bằng thêm cái velocity, rồi tăng thêm một khoảng y ha. Rồi tại đây thì mình cần xét xem là nếu mà lúc mà nó di chuyển mà nó cái tọa độ của nó có vượt quá cái giới hạn là chiều cao hoặc chiều rộng nè, thì mình sẽ đặt là cái giá trị khác ngẫu nhiên cho nó. Thì ở đây mình sẽ xét lại ha, nếu cái location nè chấm y chấm x mà nó có lớn hơn, x là cái chiều rộng đúng không, thì mình sẽ lấy đến tới chấm gateway, nó có lớn hơn cái chiều rộng hoặc là nó bị gia âm gia số bé hơn không, bé hơn không nè, không cần cái giống mặt này, thì mình cần xét lại cái giá trị nó đúng không, thì mình copy lại khúc trên này cho nhanh ha. Ở đây nó báo gì bị thiếu dấu. Chưa, hôm nay mình bị lộn dấu gì vậy?
Rồi. Rồi ha. Rồi cũng tương tự như vậy mình sẽ copy lại khúc này. Cũng set lại như vậy với thằng Y luôn. Đây thằng Y. Không phải là cái quay nữa mà là cái thay. Đây thằng Y. Rồi. Xong, mình đã làm xong cái hầm mu ha. Rồi mình làm xong hầm mu, tiếp theo mình sẽ tạo cái hàm dùng để vẽ ra những cái anh nhỏ nhỏ nhỏ. Mình sẽ đặt là râu. Rồi. Thì cái hàm này mình sẽ sử dụng cái last bitmap. Đặt đặt xem đi, cái biến tạm thôi nha. Theo map và chuyển cái lên bitmap vô. Rồi, chỗ đây mình đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái dòng lọc for each từ cái location. Location nha. Và này mình đặt là location thôi, location không hết. Rồi. Từ đây mình sẽ sử dụng class I may progress.copy ha. Mình sẽ copy cái đích của mình chính là cái xem nè. Cái sụt để copy đến chính là cái picture, tức là cái này sẽ chứa cái tấm hình mà mình tạo ra nè. Cái tọa độ của nó chính là cái location, cái location không ít nè, chấm ít và location chấm y. Rồi sau đó thì mình sẽ gán vô cái picture box chấm ima. Lộn rồi, picture box chấm ima bằng cái xem này. Sau đó mình cập nhật lại, mình update lại cho cái picture box ha. Chạm update. Rồi mình cái theme này mình chỉ bao nó đi. Rồi ha. Thì tiếp theo là chúng ta cần có cái hình và cái âm thanh để nó phát ra khi mà chạy, thì mình sẽ nạp hai cái đó vô cái resource ha. Rồi chúng ta vào phần resource nè. Rồi mình add static file. Rồi thì ở ngoài desktop mình có sẵn một cái hình và một cái file âm thanh. Thì ở cái hình các bạn nên sử dụng, các bạn hãy sử dụng cái phần mềm chỉnh sửa ảnh á, mình xóa đi cái nền của nó và lưu với định dạng .png ha. Còn âm thanh thì các bạn phải sử dụng các cái tệp có cái định dạng là WAV ha. Rồi ok. Rồi xong. Ở đây mình tạo tiếp một cái hàm dùng để phát ra âm thanh ha. Play audio. Thì mình sẽ sử dụng cái lát sound player. Bằng new sound player. Mình sẽ truyền vô cái đường dẫn đến cái file âm thanh. Cái file âm thanh của mình nó nằm trong lịch sử không? Thì mình gõ vô robertiu chấm lịch sử chấm file âm thanh của mình là beep nè. Rồi ok. Thì mình sẽ gọi player chấm, mình sẽ sử dụng cái hàm play plugin ha để nó tự động lặp lại cái âm thanh. Rồi bây giờ mình quay lên cái constructor nè. Tại đây đầu tiên là mình đặt cái biến picture của mình nè, tức là cái hình của mình nè. New map, đây là cái hình mà mình muốn tạo ra để nó bay lòng vòng trên cái màn hình. Thì mình cũng sẽ chuyển từ cái được sổ vô chạm hình của mình là rồi. Hình của mình là ít đúng không? Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ gọi cái hàm setup nè, gọi hàm run nè. Rồi hồi nãy mình có cái timer bên đây đúng không, thì mình sẽ sử dụng cái event tích của nó. Rồi tới đây thì mình sẽ gọi cái hàm mu nè. Tiếp theo là mình gọi cái hàm row để vẽ nè. Rồi quay lại cái controller nó đi. Rồi sau khi đó thì mình start cái timer lên nè. Rồi play audio lên luôn. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chạy thử cho các bạn xem ha. Đó, các bạn thấy là lúc đó nó tạo ra 50 cái ảnh nhỏ nhỏ bay khắp nơi trên màn hình và phát ra cái âm thanh bíp 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 này ha. Đây
Rồi thì cơ bản là chúng ta đã tạo được một con virus để cho malware. Thì các bạn có thể phát triển nó thêm sao cho chẳng hạn như là không thể mở tag manager lên để tắt nó, hoặc là kích hoạt nó từ xa bằng cách pin đến địa chỉ nó thông qua mạng nội bộ ha. Thì mấy cái cách đó thì trước đây mình có đăng cái video hướng dẫn cách thực hiện cái như vậy rồi ha. Thì bây giờ mà các bạn chỉ cần dụ người ta gửi cho người ta cái file ET này, dụ người ta mở lên thì chạy ha. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.